Cầm cua đó nhắn ạ. Nhắn. Cầm cua đó ạ. Hả? Để thiêu hết luôn ạ. Không còn không hết rồi đấy. Nếu mình quay à đúng rồi. Nó quay lại cái cá. Nước nó tối ngại. Có con gì à? Vừa rồi con đi cắn ra bên kia với chuyện ra bên đây hai theo mát nếu mà buổi chiều á trang bên kia đó buổi sáng ra bên đây đó nó ăn răng săn lên trên đây không tóc hén nó răng ừ nước trời cao vậy mà răng lên đây hả nước lên mặt trên đó. Bão có bão không này. Nó đủ rồi chạy cho nó mua. Tôi đủ đó. Để cái hai hồ hộp á mua đi. Ngon lắm ạ. Đủ được. Mua với em bơi xuống ngay bờ kè bẻ hai trái. Một cây ở dưới 5-60 trái chứ. Bờ nào bữa nay gã rồi. Chỗ ý cái này anh nè, chắc đánh chút xíu. Chứ nam nó gái ơi, muốn ăn đu đủ, gỏi đu đủ không? Bẻ một trái hai trái à. Nó ta luôn chỗ mình bán hả? À. Đi bờ kè đó. Cây nó cả 50 trái. Cái nó lên, cái cuối nó bỏ. Ừ, ai mà chồng mấy bả bán, mấy bả dục. Nó trên mẹ nhiều lắm mà sao nó lên có một cây mà. Bà ngồi anh con khô bự làm nó không thấm cái trong chứ không? À, bút thúng nó đấy là thì em ơi, lắc lên. Quen chứ nha. Mà xoài khô thịt. Ở trong xẻ hai ba đường xẻ mà nó còn không khô nổi. Dạ, thấy nó không thấy. Cái này em biết sao nha. Cái này là anh ấy, anh ấy cái này. Cái này thất là hai miếng, dẻ ra. Đạn ra luôn. Cái lóc, nó vợ gọt làm gì đó. Cá khi mấy hay làm gì đó. Cái nào có nắng mua cái kèo làm. Rồi, các kèo mình muốn nói chuyện rồi. Lên giá hả? Lên giá chứ không lên giá. Ủa, cô đạt nghề này như làm thêm mè với vừa rồi. Ừ, đâu đủ để được nhiêu. Cái đó là sao ký không? Giống vậy này là được. Cái này, cái này biết có ký không? Làm này mè mè 2-3 ký chứ. Để 1 ký, 2 ký cho anh ta cái gì. Rồi đây, em hiểu tất cả anh xong. Ờ, 3-4-5 lần nữa đây nữa. Được chứ ai làm cho nhiêu này thì sao được. Trở ra cái Mỹ
vô thời nó ăn lên hả? Nó không phải chia danh vợ.